Lương Triều Vĩ là diễn viên với biệt tài kể chuyện bằng đôi mắt, từng làm mê mẩn biết bao khán giả từ những bộ phim truyền hình đình đám một thời như Lộc Đình Ký, Ỷ Thiên Đồ Long Ký hay Hiệp Khách Hành, cho tới những tác phẩm điện ảnh kinh điển đưa tên tuổi của nam diễn viên ra toàn thế giới như Xuân Quang Xạ Tiết, Trùng Khánh Xâm Lâm hay Tâm Trạng Khi Yêu. Một sự nghiệp rực rỡ thường đi kèm với những góc khuất mà chúng ta không thể có cơ hội nhìn thấy hết. Hành trình của tài tử điện ảnh Hồng Kông là một hành trình phi thường. Lương Triều Vĩ đã trải qua những tổn thương như thế nào? Điều gì đã khiến một nhân viên bán hàng bỏ học từ 15 tuổi trở thành một trong những diễn viên huyền thoại hàng đầu trong thế hệ của mình? Anh đã đi từ Hồng Kông tới Hollywood ra sao? Tại sao Lương Triều Vĩ luôn cố gắng tránh những vai diễn mà anh phải đảm nhận hình ảnh người cha? Cho tới việc nam diễn viên từ chối làm cha ở ngoài đời thật, sự nghiệp diễn xuất có ý nghĩa lớn thế nào với cuộc đời nhiều cô độc của nam tài tử? Hãy cùng Phê Phim tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Lương Triều Vĩ sinh ngày 27 tháng 6 năm 1962 trong một gia đình tan vỡ. Thời thơ ấu, Lương Triều Vĩ thường xuyên phải nghe bố mẹ cãi nhau vì tiền. Bố anh là một người nghiện cờ bạc, bỏ rơi gia đình mình khi Lương Triều Vĩ mới chỉ lên 6. Đối với một gia đình Trung Quốc hồi đó, đó là một sự mất mặt khủng khiếp. Lương Triều Vĩ chia sẻ, biến cố này đã thay đổi anh từ một đứa trẻ hiếu động trở nên xa lánh mọi người, luôn học cách che giấu cảm xúc bên trong. Anh cảm thấy xấu hổ khi nói với người khác rằng mình không có cha. Nam diễn viên chia sẻ, khi còn là một đứa trẻ, anh đã luôn phải học cách tự vui một mình. Chỉ đơn giản vì anh không nghĩ mình có thể dựa vào ai đó khác để cảm thấy hạnh phúc. Sau sự ra đi của cha, là người đàn ông duy nhất trong nhà, Lương Triều Vĩ cảm thấy trách nhiệm lớn lao của mình. Để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, anh nghỉ học từ năm 15 tuổi, bắt đầu làm những công việc tay chân như bán báo, tạp vụ, tiếp thị sản phẩm. Thần tượng thuở nhỏ của nhiều cậu trai thời ấy ở Hồng Kông không ai khác là Lý Tiểu Long. Như thường lệ, khi phim của Lý Tiểu Long ra mắt, Lương Triều Vĩ vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt, đã đi ra rạp xem. Lúc đạp xe ra về, thì Lương Triều Vĩ đã vô tình va phải xe đạp của Châu Tinh Trì. Mối quan hệ giữa Lương Triều Vĩ và Châu Tinh Trì vô cùng đặc biệt. Châu Tinh Trì sinh trước Lương Triều Vĩ chỉ 5 ngày. Cả hai đều lớn lên trong những gia đình không hạnh phúc. Họ thường luyện tập diễn xuất cùng nhau, và chính Châu Tinh Trì là người có ảnh hưởng tới Lương Triều Vĩ, định hướng anh đi theo con đường nghệ thuật. Năm 19 tuổi, khi đang có một công việc ổn định ở một cửa hàng đồ điện gia dụng, Châu Tinh Trì vẫn không ngừng lôi kéo Lương Triều Vĩ đi học diễn xuất. Để rồi, vào tuổi 20, đôi bạn cùng tiến đã thi vào lớp đào tạo diễn xuất của đài truyền hình Hồng Kông. Lương Triều Vĩ mặc dù ban đầu không có nhiều kỳ vọng đã đậu, còn Châu Tinh Trì thì lại trượt. Sự kiện này chắc hẳn đã đưa cuộc đời của Lương Triều Vĩ sang một trang mới. Khởi đầu sự nghiệp của Lương Triều Vĩ tương đối thuận lợi khi mới bắt đầu vào học diễn xuất tại đài TVB. Nam diễn viên đã nhanh chóng được chủ đài Thiệu Giật Phu mệnh danh là một trong năm diễn viên trẻ tài năng nhất. Bốn người còn lại là Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Thang Trấn Nghiệp và Miêu Kiều Vĩ. Khi mới 22 tuổi, nam diễn viên đã vào vai Vi Tiểu Bảo trong bộ phim truyền hình Lộc Đình Ký, trở thành một trong những phiên bản Vi Tiểu Bảo được đánh giá cao nhất. Khi vừa khắc họa được sự lầy lội, ít học, xảo quyệt, hám lợi, lại vừa miêu tả được mặt nghĩa khí, hào phóng của tên thái giám dởm này. Đích thân Kim Dung, tác giả của bộ tiểu thuyết gốc, đã từng dành lời khen cho nam diễn viên. Diễn Vi Tiểu Bảo thì phải như thế này. Sau thành công của Lộc Đình Ký, tên tuổi của Lương Triều Vĩ nhanh chóng thăng hạng. Cũng vào năm 1984, Lương Triều Vĩ đảm nhận vai chính trong loạt phim truyền hình Cảnh Sát Mới Ra Trường, cực kỳ nổi tiếng vào năm 1984. Sau này được đặt tên là Police Cadet 84 để phân biệt với hai phần tiếp theo. Bộ phim có tỷ lệ người xem trung bình cao ngất ngưởng. Lương Triều Vĩ đóng vai một thanh niên trẻ trên hành trình quyết tâm trở thành cảnh sát. Cùng với Trương Mạn Ngọc đóng vai người hàng xóm lầu trên, cả hai nhân vật đều được yêu thích. Sau này, họ cũng đã làm việc cùng nhau trong nhiều dự án điện ảnh. Chỉ trong vài năm sau, nam diễn viên liên tiếp đảm nhận vai chính trong những bộ phim truyền hình đình đám của đài TVB như Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Mặc dù đây không phải là phiên bản truyền hình đầu tiên của bộ tiểu thuyết nổi tiếng này, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Tiếp đó, những vai diễn quan trọng trong những cái tên quen thuộc khác như Song Hùng Kỳ Điệp hay Hiệp Khách Hành. Sau 7 năm làm việc cho đài TVB, Lương Triều Vĩ đã quyết định dừng lại để bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là diễn viên điện ảnh. Mặc dù thành công của Lương Triều Vĩ trong giai đoạn đóng phim truyền hình là không thể phủ nhận, thế nhưng chúng ta sẽ chỉ thấy được con người thực sự của anh khi nam diễn viên đi vào con đường điện ảnh. Bản tính cô đơn, sự kìm nén cảm xúc cũng như những tổn thương được bộc lộ rất rõ qua những vai diễn của anh. Trong một đoạn tweet của liên hoan phim Tribeca
năm 2019, Trích lời Lương Triều Vĩ. Diễn xuất luôn là cách để tôi bộc lộ những cảm xúc mà mình chôn giấu. Nếu không làm vậy thì tôi đã phát điên mất rồi. Ngay từ bộ phim điện ảnh đầu tiên, Lương Triều Vĩ thủ vai đã mang tên tuổi của anh ra khỏi châu lục và ra toàn thế giới. Bi Tình Thành Thị do Hầu Hiếu Hiền đạo diễn năm 1989 đã giành được giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice. Tác phẩm còn được bầu chọn là bộ phim vĩ đại nhất trong lịch sử 100 năm của nền điện ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, tác phẩm thực sự làm cho Lương Triều Vĩ có được tình yêu với điện ảnh lại là một vai diễn nhỏ trong A Phi Chính Truyện năm 1990 do Vương Gia Vệ đạo diễn. Trong lúc có ý định bỏ nghề thì nam diễn viên thấy cảnh mình xuất hiện ngắn ngủi trong vai trò khách mời của bộ phim và nó làm anh thay đổi suy nghĩ. Năm 1992, Lương Triều Vĩ đóng vai chính cùng Châu Nhuận Phát trong Lạt Thủ Thần Thám do Ngô Vũ Sâm đạo diễn, được đánh giá là một trong những phim hành động có cảnh đấu súng đẹp mắt nhất. Tuy nhiên, nam diễn viên lại chỉ được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 11. Lương Triều Vĩ từ chối giải thưởng vì cho rằng nhân vật của mình cũng là vai chính. Điều này thay đổi cách quy cách đề cử của Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông để cho phép có nhiều vai chính được thừa nhận trong một bộ phim. Thành công liên tiếp đã chỉ thực sự tới khi Lương Triều Vĩ nhận vai chính trong những bộ phim của Vương Gia Vệ. Nam diễn viên yêu thích cách làm phim của vị đạo diễn này, ngay cả khi những yêu cầu công việc anh nhận được chỉ là một vài dòng mô tả ngắn về nhân vật. Bởi Vương Gia Vệ nổi tiếng với việc không xây dựng kịch bản chi tiết khi bắt đầu một dự án điện ảnh. Nam diễn viên chia sẻ trải nghiệm làm việc với đạo diễn hàng đầu Hồng Kông. Bạn có thể làm những gì bạn muốn, không có ranh giới, không có đường hướng rõ ràng, chẳng có gì cả. Vì vậy, bạn phải diễn xuất theo bản năng, phải dùng trái tim của mình để cảm nhận, và những điều đó tốt cho tôi. Vai diễn chàng cảnh sát cô đơn trong Trùng Khánh Xâm Lâm cùng một lúc đã mang về cho Lương Triều Vĩ hai giải nam chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và Giải Kim Mã. Cùng năm đó, sự hợp tác của nam diễn viên với Vương Gia Vệ trong Đông Tà Tây Độc cũng đã cho ra đời thêm một tác phẩm điện ảnh được công nhận rộng rãi. Hay một nhân vật độc tính đau khổ trong Tình Yêu ở Nơi Đất Khách trong Xuân Quang Xạ Tiết đã góp phần tạo nên một tác phẩm luôn nằm trong top những bộ phim hay nhất lấy đề tài về LGBTQ. Còn với Tâm Trạng Khi Yêu, Lương Triều Vĩ cố gắng theo đuổi một lối diễn xuất mà biểu cảm trên gương mặt nhân vật anh đảm nhận được bộc lộ cực kỳ tối thiểu, bởi nhân vật là người kìm nén cảm xúc và những nỗi đau khổ của mình bên trong. Điều này mang về cho anh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes. Và chính Tâm Trạng Khi Yêu cũng được BBC bình chọn là phim điện ảnh xuất sắc thứ hai của điện ảnh thế giới trong 16 năm đầu tiên của thế kỷ 21. Vai diễn Chu Mộ Vân của Lương Triều Vĩ tiếp tục trong tác phẩm được đánh giá cao không kém của Vương Gia Vệ là 2046, được coi là sự nối tiếp của Tâm Trạng Khi Yêu. Vốn là người được nuôi dưỡng bằng niềm ngưỡng mộ với những bộ phim cung phu, Lương Triều Vĩ cuối cùng cũng được thỏa mãn ước mơ được vào vai chính trong một bộ phim cung phu của Vương Gia Vệ, Nhất Đại Tông Sư. Đây cũng là một vai diễn thách thức không kém khi để chuẩn bị cho dự án này, nam diễn viên đã học Vịnh Xuân trong 5 năm. Ngoài sự phối hợp ăn ý với Vương Gia Vệ, Lương Triều Vĩ còn có nhiều tác phẩm để đời khi hợp tác với những đạo diễn thành danh khác. Phải kể đến như bộ phim Xích Lô năm 1995 của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng với sự góp mặt của tài tử điện ảnh Hồng Kông đã giành giải Sư Tử Vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 52. Vào năm 2002, Lương Triều Vĩ cùng với Trương Mạn Ngọc đã góp phần đưa Anh Hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu giành được tượng vàng Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 75. Cũng trong năm đó, nam diễn viên góp mặt trong Vô Gian Đạo và cùng với Lưu Đức Hoa giúp nâng tầm một bộ phim ngay cả khi tác phẩm này chưa thực sự chỉn chu về dàn dựng và kịch bản. Năm 2007, Lương Triều Vĩ nhận thêm một đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 26 với bộ phim Thương Thành. Sự hợp tác của nam diễn viên và đạo diễn Lý An trong bộ phim gây tranh cãi Sắc Giới đã bất ngờ mang về giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 64, đồng thời thắng liên tiếp nhiều giải quan trọng tại Liên hoan phim Kim Mã. Lương Triều Vĩ một lần nữa được xướng tên tại hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Với vai diễn trong Thính Phong Giả năm 2012, nam diễn viên còn nhận thêm một đề cử nữa tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 32 cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất. Trong suốt sự nghiệp của mình, Lương Triều Vĩ ghi lại những dấu mốc ấn tượng bằng vô số những kỷ lục giải thưởng. Không chỉ là nhân vật đầu tiên của điện ảnh Hồng Kông giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes, mà còn là diễn viên có tổng số lần thắng giải cho nam chính xuất sắc nhiều nhất tính riêng cho Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và Giải Kim Mã. Theo số liệu cập nhật tới năm 2013, Lương Triều Vĩ đang là người duy nhất sở hữu 20 giải thưởng cho nam chính xuất sắc tại tất cả các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước.
Năm 2021, Lương Trường Vĩ trở thành diễn viên Hồng Kông đầu tiên đóng vai quan trọng trong một bộ phim Marvel, Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Nhẫn. Trong phim, nam diễn viên vào vai người trai hiểm ác của Shang-Chi và cũng chính là tên trùm Mandarin của tổ chức Thập Luân. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Lương Trường Vĩ vào vai một người cha, mà lại là một người cha phản diện. Trước đó, anh luôn từ chối những vai diễn mà ở đó anh buộc phải làm bố, vì không muốn bị nhắc nhở về việc cha anh đã đối xử tệ với anh như thế nào khi anh còn thơ bé. Chính chủ tịch của Marvel Studios, Kevin Feige, cũng đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới Lương Triều Vĩ khi nhắc tới nam diễn viên như một huyền thoại sống hiếm có. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều ngôi sao và những huyền thoại điện ảnh, nhưng tôi gần như đã không nói nên lời khi gặp anh ấy chỉ một chút trên trường quay. Bởi vì anh ấy giống như một ngôi sao của thế giới khác, rơi xuống từ bầu trời vậy. Lương Triều Vĩ là người kiệm lời, khiêm tốn, và mặc dù là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất Hồng Kông, nhưng anh vẫn duy trì lối sống giản dị. Phật giáo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của nam diễn viên, và nó giúp anh vững vàng hơn sau nhiều biến cố và áp lực. Anh đến với Phật giáo là nhờ vợ mình. Trong nhiều năm qua, anh cũng để dành tiền để giúp tài trợ cho các dự án khác nhau trong cộng đồng Phật giáo. Còn về chuyện tình cảm, có rất nhiều bóng hồng đã đi qua đời Lương Triều Vĩ, từ những cái tên được giấu kín trong những mối tình đầu tiên của tuổi trẻ trước khi nam diễn viên vào nghề, cho tới những khi anh vào TVB và bắt đầu một mối tình lúc tan, lại hợp trong suốt 6 năm với cô tiểu thư xinh đẹp Tăng Hoa Thiên. Nhưng vì tuổi đời cả hai còn quá trẻ, phát sinh nhiều mâu thuẫn. Trong khi chia tay Tăng Hoa Thiên, Lương Triều Vĩ có một mối tình ngắn với bạn diễn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Lê Mỹ Nhàn. Nam diễn viên chính thức hẹn hò với Lưu Gia Linh năm 1989 và mối quan hệ của hai người kéo dài tới tận bây giờ. Bất chấp mọi lời đồn thổi về mối quan hệ phim giả tình thật với Trương Mạn Ngọc, hay thậm chí là sự hồ nghi về giới tính của nam diễn viên sau khi đóng Xuân Quang Xạ Tiết, cùng những tin đồn về mâu thuẫn trong mối quan hệ với Lưu Gia Linh. Năm 2008, Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh kết hôn ở Bhutan. Họ duy trì một đời sống vợ chồng tôn trọng quyền tự do, sự riêng tư của nhau. Cả hai cũng quyết định không có con chung. Khó ai quên đổi cách mà Lương Triều Vĩ tạo nên tuổi thơ của bao nhiêu người với những vai diễn đầy hấp dẫn trong những bộ phim truyền hình Hồng Kông đình đám. Càng khó để quên đổi khi con người thật sự của nam tài tử được bộc lộ trong những dự án điện ảnh nhiều chiều sâu, nơi nhân vật mắc sai lầm, cô đơn và chất chứa trong lòng những nỗi buồn. Trải qua sự nghiệp diễn xuất kéo dài đến nay đã 40 năm, người ta chưa từng thấy Lương Triều Vĩ đóng phim dở, cũng chưa từng thấy dấu hiệu của việc muốn nghỉ hưu, mặc dù anh đã từng tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36. Gần đây nhất, tài tử Hồng Kông Lương Triều Vĩ được trao giải nhà làm phim châu Á của năm tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2022 nhằm ghi nhận những cống hiến của anh cho nền điện ảnh châu Á. Mặc dù không phải là một người thực sự thích hòa nhập trong đám đông, giữ cho mình lối sống tự do và đôi khi có phần cô độc, sự im lặng là thứ mà Lương Triều Vĩ duy trì trước truyền thông, trước bạn bè đồng nghiệp, thậm chí là trong cả gia đình. Thế nhưng, thế giới điện ảnh mà nam diễn viên tham dự vào là nơi mà anh thực sự nói về chính mình cũng như về con người, cùng những tổn thương trong hành trình khám phá bản thân không ngừng nghỉ. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.